tên nha. Ok nha. Thì em nói chuyện với thông quanh thủy và mở này này. Ý là anh làm ấy từ sáng đến chỗ này đỡ đau hơn ở chỗ gần mát hả? Mà chưa em ơi, chỗ gần mát ra xong người ta trông nó rửa luôn. Tháng này 11 triệu 500, anh cho thêm 500 là 22 triệu. Lúc cả con thủy cộng lúc đấy không có làm công gì luôn. Con gọi người khác đi, hỏi nhà chị Huế có thợ nào gọi đi, nó ở tận ở đâu, nó có về Đồng Hà là biết nó có về đâu. Con hỏi em Duy ấy, nên có ông thợ nào bảo vào làm cho một buổi, làm luôn cả cái cút của cái bình nóng mặt trời đi, không gọi là mốc nữa ấy tạm thôi đấy. Cái cốt đấy nó bị nứt ra khi nào nó dò nước, cái hôm mà mẹ bảo con đấy, nó dò lần trước đấy, không có chảy ngược con đằng sau đấy, cái đằng mốc nó trèo lên là nó bị nứt ở cái chỗ đấy, khi là thợ nó phải lên thì nó mới biết cách làm. Thằng mốc không chỉ bó, gọi là bó bột ở đấy thôi. Hỏi thằng đây có thằng thợ là tốt tốt đấy, thằng thợ là làm tốt đấy, vào tẩy rửa ba cái điều hòa mới lại làm cái đấy nhá. Thế thì gọi gì ấy, con gọi gì ấy, con chủ động gọi gì ấy đi nha. Chị ơi nha, chị biết ở nhà cho em chuyển khoản thôi nhé. Hãy
Chưa thấy à? Thấy chưa? Phút Ngọc chẳng 12